Đây là các khay đọc thẻ SIM được các đối tượng trong đường dây sử dụng để quảng bá tiếp thị trò chơi đến người đánh bạc. Hàng chục nghìn tin nhắn được gửi đi từ hệ thống này mỗi ngày trên các nền tảng tin nhắn, mạng xã hội Facebook, Zalo. Sau khi nhận quảng cáo, người chơi chỉ cần click vào game bài là tài khoản có ngay 100 điểm thưởng tương đương 100.000 đồng để tham gia chơi. Các đối tượng cầm đầu cũng phân chia theo các nhóm tiếp thị, quản trị game, thanh toán, chuyển tiền cho người chơi. Mỗi một nhóm chỉ cần một người trực, khoảng 5 người. Là có thể duy trì cho bao nhiêu người tài khoản game chơi được? Là có thể duy trì toàn bộ hệ thống chơi. Sau khi đăng nhập qua cổng trò chơi là Sam VIP hoặc Vua Club, người chơi có thể tham gia nhiều trò chơi khác nhau như poker, tiến lên miền Nam, tài xỉu và nạp số tiền không hạn chế để chơi bạc. Đường dây này cũng bố trí nhóm lập trình game để phục vụ các nhu cầu của người chơi theo cấp độ từ đơn giản đến phức tạp, chơi bạc theo một người hoặc một nhóm người. Các đại lý cấp 1 của đường dây này cũng đã được thiết lập tại nhiều tỉnh, thành phố để thu hút nhiều người tham gia chơi game bài trực tuyến. Trong khi bắt giữ thì tổng số cái tài khoản tham gia đánh bạc của con bạc trên hai con game này nó rơi vào trên 6 triệu tài khoản. Thì tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng sơ bộ của tôi đến chứng minh khoảng rơi vào 1.500 tỷ. Theo cơ quan công an, đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng cầm đầu cũng sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ để che mắt cơ quan chức năng. Hầu hết các đối tượng phạm tội, các đối tượng chính trong vụ án đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao, được đào tạo rất bài bản và có cái học lực rất tốt trong các trường của nhà nước. Thế tuy nhiên là bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo để sử dụng chính những cái kiến thức của mình và hoạt động phạm tội. Thế do vậy mà theo đó thì cái công tác điều tra, khám phá của công an cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã thu lời bất chính hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 18 đối tượng, phong tỏa hơn 6 triệu tài khoản của người chơi bạc.